tấm nhựa nano này chịu lực tốt không? Cùng kiểm tra độ chịu lực của tấm nhựa này với Hạ qua phương pháp này nha. Và các anh chị em như mình cùng quan sát với Hạ sau khi tấm nhựa đã được anh Hiệp dẫm lên rất là nhiều lần và thậm chí là dẫm vào cả vào những cái vị trí mép của tấm nữa thì mặt trước và mặt sau của tấm vẫn còn nguyên hiện trạng. Nhìn vào cái khoảng lỗ rỗng của nó xem có bị móp méo hay là ảnh hưởng gì hay là bị gãy gì không nào. Và thật là tuyệt vời khi tấm vẫn còn nguyên hiện trạng. Mặt trước và mặt sau nó chỉ bị bụi bẩn thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng của tấm cả. Và qua cái video này thì các anh chị em như mình cũng phần nào đó hiểu được cái khả năng chịu được của tấm nhựa rồi đúng không ạ? Thực tế trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều những cái dòng tấm nhựa khác nhau và mỗi một cái phân khúc giá khác nhau thì nó cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng của tấm nhựa. Thành phần cấu tạo của dòng tấm nhựa Haruma Nano này nó sẽ bao gồm là hạt nhựa kết hợp với cả bột đá và qua máy đùn ép để tạo ra những cái tấm như thế này. Bề mặt thì được dán lên những cái lớp phim giả gỗ và nhìn như gỗ tự nhiên nhưng không phải gỗ đâu mọi người ạ. Và với cái thành phần cấu tạo như vậy nhưng tại sao có bên thì tấm nhựa rất là chắc chắn nhưng cũng có bên thì tấm nhựa lại rất là yếu? Thì nó là do độ dày thịt của tấm nhựa mọi người nhá. Với những tấm có độ dày thịt càng dày thì thông thường cái khả năng chịu lực của nó sẽ càng tốt. Và cũng là tấm độ dày là 9mm như thế này, nhưng nếu như mà nó có độ dày thịt mỏng thì bao giờ khả năng chịu lực của nó cũng sẽ bị kém hơn nha anh chị em nhé. Ngoài ra thì khả năng chịu lực của nó sẽ còn phụ thuộc vào đó chính là thành phần cấu tạo. Nếu như một cái tỷ lệ hạt nhựa của chúng cao hơn thì bao giờ cũng vậy, cái khả năng chịu lực của nó cũng sẽ tốt hơn. Và vì cái lý do đó mà trên thị trường hiện nay có rất là nhiều những dòng vật liệu với những cái khoảng giá khác nhau và tùy theo cái mục đích sử dụng của các anh chị em là mình là gì thì mình hãy lựa chọn những cái dòng vật liệu phù hợp cho ngôi nhà. Nếu như mà mình cần làm vật tư đó để cho ngôi nhà của chúng ta và ngôi nhà mà chúng ta ở lâu bền thì nên lựa chọn những cái phân khúc tầm trung và trung cao. Với những cái phân khúc tầm trung và trung cao này thì là tấm nó sẽ được dày dặn, cứng cáp và thẩm mỹ của nó cao hơn khá là nhiều. Các anh chị em thì mình hãy lựa chọn những đơn vị tổng kho lớn như thế này với những cái hàng thương hiệu, mẫu mã, màu sắc đầy đủ thay vì những cái hàng trôi nổi. Và thay vì chỉ quan tâm vào mỗi cái phần đó chính là giá cả thì chúng ta cũng sẽ có được những cái tính thẩm mỹ cũng như là những cái yêu cầu cao nhất về khả năng chịu lực của vật liệu cho ngôi nhà của mình. Và với cái tấm Haruma Nano này thì sẽ chuyên dùng để ốp tường và ốp trần. Anh chị em nhà mình có thể nhìn thấy. Và vừa rồi thì Hạ cũng đã vừa làm với các anh chị em nhà mình một cái mẹo rất là nhỏ để mình có thể test cái khả năng chịu lực khi không trực tiếp xem được chất lượng hàng của tấm Haruma. Nếu như anh chị em nào nhà mình còn băn khoăn thắc mắc gì hay có những câu hỏi nào về các dòng vật liệu trang trí nội ngoại thất thì cứ để lại phần bình luận. Hạ và đội ngũ của Haruma sẽ ra những video sau giải đáp tới anh chị em nhà mình. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để liên tục cập nhật vật liệu mới tới Haruma nhé. Bây giờ thì Hạ xin cảm ơn và chào, hẹn gặp lại các anh chị em mình trong những video tiếp theo. Xin chào.